Xin tiếp tục chào đón quý vị và các bạn theo dõi kênh Bonsai Tiến Sự. Và lúc này Tiến Sự đang ở xã Đoàn Tùng, Đoàn Kết, Thanh Miện, Hải Dương. Đây là một trong cây ổi nhìn thì nó cũng chỉ là bình thường, nhưng tôi đang muốn tạo tác đây là một thuyền rồng. Và các bạn cố gắng theo dõi. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Bonsai Tiến Sự trên YouTube và nhấn vào chuông để đón chào những video mới. Và số điện thoại của Tiến Sự làm cây ký đá nghệ thuật là 0977722623. Chúng tôi phục vụ tất cả quý vị trong các tỉnh thành. Tiến Sự là người Hà Nam các bạn nhé. Các bạn thân mến, bây giờ tôi sẽ uốn, đầu tiên tôi sẽ làm những điểm gập mềm. Bởi vì các bạn thấy ổi nó rất là giòn và nó cứng, mà nếu nó thẳng như thế này thì nó không có nghệ thuật. Và bây giờ thì tôi sẽ đánh gập như thế này, đánh gập xuống để lấy một cái điểm gập một. Sau đó thì lại tiếp tục nuôi để nó tạo được, khi mà ta đánh gập thì nó tạo được những cái điểm vè như thế này. Đó, các bạn biết rằng ổi mà có những cái điểm vè quái dị này thì rất là đẹp. Đó. Và thuyền rồng thì trên thuyền nó sẽ có 5 hoặc 7 người trên thuyền. Tôi sẽ tạo 5 người hoặc 7 gì đó, tùy tôi chia. Sẽ cùng điều khiển con thuyền này ra khơi. Các bạn đã theo dõi nhé. Tuy nhiên thì Bonsai Tiến Sự đi làm cho quý vị và các bạn nên là cũng có lúc thì cầm máy, có lúc thì phải đặt máy. Bởi vì các bạn biết góc kia tôi đang có 2 người tạo tác, và tôi lại dành sang bên cây ổi này thì tôi lại phải đặt máy, nên các bạn cũng không thông cảm. Có thể có những điều chi tiết cũng khó mà thực hiện được, và cũng có lúc thì chúng tôi sẽ tạo được cái điều chi tiết cho các bạn. Chỉ có điều các bạn hãy theo dõi từ đầu và kết quả ở phần kết. Hà Nam thì đất mẹ anh hùng, mà đi chơi thì nhớ đóng thùng mà đi. Chiều nay hai đứa thẹn thùng, tối nay hai đứa học cùng trong chăn. Nói cho nó vui một tí rồi các bạn nhé. Và đây là những cái thân mà nó thẳng. Thank you.
người chơi cây là những người yêu đam mê và những người yêu nghệ thuật. Và tình yêu thì nó giống như là bát bún riêu, mà bao nhiêu sợi bún thì bấy nhiêu sợi tình. Ở những cái chỗ mà chúng ta vít cành, có thể chúng ta sử dụng đến ống ken hoặc là dùng đến xăng cao su để bột cho nó khỏi lằn các bạn nhé.
Lúc này tôi đã gặp được hai hai ngọn. Sau này những chỗ này nó sẽ khi nó phát triển nó sẽ bẹ ra các bạn nhé. Đây. Và bây giờ thì ta để lá để nó kéo bẹ nhanh. Sau lần 2 thì chúng ta sẽ bắt đầu. Lần 1 nó bẹ đẹp rồi, ta sẽ tiếp tục một là cắt giật để nuôi cái mầm mới, mầm thứ nhất này. Sau đó ta lại làm một cái gập tiếp để tạo lên một cái điểm bẹ nữa. Đây, sau này nó sẽ tạo nên các cái vẻ như thế này thì rất quý. Và các cụ nhà ta vẫn có câu là tình yêu là đề tài muôn thuở. Yêu vạn vật, yêu thiên nhiên, yêu con người. Mỗi người có một tình yêu dành riêng cho mình. Được 2 rồi. Tôi tiếp tục. Một là 5 hoặc 7 các bạn nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Chắc là tôi để 5 người trên thuyền rồng này. Lá thì vẫn để tốt để cho nó kéo cái bẹ đó cho nhanh các bạn ạ.
Tôi lúc này tôi đã đánh gặp gọi là phần 1 nhé. Dưới đi. Này nó bụi bên đấy đấy. Đó gặp đây này. Thôi chỉ ấy cái chỗ lườn thế thôi. Rồi rồi. Và lá thì chúng ta vẫn để chỉ có dốc ở phía bên trong thôi các bạn nhé, để cho nó kéo và nó tạo cái bẹ ở những cái điểm gập. Ta sau khoảng 6-7 tháng gì đó chúng ta bắt đầu có bẹ rồi thì chúng ta tiếp tục tính tiếp. Cái điều đầu tiên là chân chúng ta phải đánh gập để tạo lên cái cung dẻo ngay từ ban đầu. Cái này chỉ là tôi nuôi thở thôi nhá, còn tôi để đây các bạn, tôi đếm này 1, 2, 3 gập, 4 gập, 5 gập, tức là 5 người trên thuyền rồng nhá, 5 anh em ta trên một con thuyền rồng. Đấy, bây giờ đạt cắt chỗ kia đi, cắt để lại cái mầm đầu tiên lộn vào ấy. Cắt hết, cắt vuông. Chúng tôi bắt đầu dùng đến đao phủ. Các bạn thấy cái đầu thuyền bây giờ nó thuyền đầu rồng nó đang bị cứng, và ta cắt lấy một mầm, sau đó tập trung nuôi để kéo sẹo. Ta nuôi to để cắt đập một mầm. Nếu chúng ta để cái đoạn thẳng đó nó khoảng 50 phân thì nó không có nghệ thuật. Rồi, đã ngả. Hơi cao, thấp một tí nữa. Sát vào để cho nó kéo sẹo. Khi mà ta cắt xong ta có thể bôi keo nhiều lên nhá, để cho nó không bị thối luỗng xuống. Và khi mà cái mầm này nó phát triển to thì nó sẽ kéo sẹo. Thôi để được. Và bây giờ thì chúng ta đục nghệ thuật một chút xong là bôi keo. Ở chờ khô thì chúng ta bôi keo. Và các bạn thấy cái điểm vè này rất đẹp. Đó là đầu rồng. Và đây là lưng rồng. Trên lưng rồng thì có 5 người cưỡi lên, 5 chú rồng con. Và ok, ở cái đầu này thì tôi sẽ đục nghệ thuật, nó sẽ đẹp. Sau đó ta nuôi cái mầm đó thật to, to bằng cổ tay, trên cổ tay thì ta mới lại cắt giật, để cho nó vén sẹo. Các bạn thấy mình rồng nó đang uốn lượn. Và tiến sự đã chia sẻ với quý vị cách để làm một cây ổi nghệ thuật cho tương lai. Và đến đây thì tiến sự cũng sẽ ngừng video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trên kênh và nhớ đăng ký kênh. Và video này là một video rất bổ ích cho nhiều người, nhiều gia đình đang có những cây ổi ngoài vườn, bờ ao. Quý vị hãy chia sẻ trên Facebook, Zalo.
để cho anh em cùng tham khảo. Và các bạn nếu ngại làm có thể liên hệ số điện thoại của Tiến Sự, số điện thoại 0977722623. Tiến Sự sẽ phục vụ tất cả các tỉnh thành. Ok, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.